Thưa quý vị, sáng nay, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng chủ trì buổi làm việc của Thành ủy Đà Nẵng với đoàn công tác của Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam do nguyên Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương, Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam Nguyễn Thanh Bình làm trưởng đoàn nhân chuyến thăm và làm việc tại thành phố Đà Nẵng. Hiện nay tại thành phố Đà Nẵng, có khoảng hơn 112.000 người cao tuổi từ 60 tuổi trở lên chiếm gần 10% dân số, trong đó số lượng hội viên người cao tuổi là hơn 97.000 người. Toàn thành phố có gần 6.000 người cao tuổi tham gia cấp ủy chính quyền mặt trận và các đoàn thể ở cơ sở. Có 3 cơ sở chăm sóc nuôi dưỡng tập trung với 173 người cao tuổi cô đơn không nơi nương tựa trong những năm qua các cấp ủy đảng chính quyền mặt trận các đoàn thể chính trị xã hội thành phố đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo đối với công tác chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi kịp thời ban hành các chương trình kế hoạch để đưa luật người cao tuổi chính sách của nhà nước đi vào cuộc sống thành phố đã ban hành nhiều chính sách vượt trội trên các lĩnh vực bảo trợ xã hội chăm sóc đời sống vật chất chúc thọ mừng thọ người cao tuổi các cấp hội người cao tuổi đã bám sát sự lãnh đạo chỉ đạo của các cấp ủy sự chỉ đạo quản lý của các cấp chính quyền chủ động sáng tạo nỗ lực phấn đấu triển khai công tác người cao tuổi tổ chức hội người cao tuổi qua đó có bước tiến quan trọng phát triển toàn diện cả về tổ chức xây dựng hội vững mạnh công tác chăm sóc người cao tuổi công tác phát huy vai trò người cao tuổi và thực hiện những chương trình công tác lớn do trung ương hội người cao tuổi việt nam đề ra